Báo mới đây. Sở Giao thông Vận tải Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng yêu cầu các đơn vị đào tạo và sát hạch tạm ngừng sát hạch lái xe ô tô với các khóa đăng ký từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Lý do tạm ngừng sát hạch là vì thời gian này vẫn thực hiện theo thông tư 1 về đào tạo và sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ, trong đó yêu cầu sát hạch trên phần mềm mô phỏng. Trong khi đó, các đơn vị đào tạo chưa đào tạo nội dung này nên Sở Giao thông Vận tải các địa phương yêu cầu các đơn vị đào tạo và sát hạch phải lắp thiết bị và sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Phần mềm thí điểm mô phỏng các tình huống giao thông bằng công nghệ đồ họa 3D trên máy tính thành các đoạn video, clip với 6 nội dung như giao thông trên đường phố, giao thông trên đường giao thông nông thôn, giao thông trên đường cao tốc, giao thông trên đường núi, giao thông trên quốc lộ và các tình huống mô phỏng từ các vụ tai nạn giao thông điển hình đã xảy ra trong thực tế. Báo mới đây. Hình ảnh chiếc xe ben chở đất đè bẹp chiếc ô tô bên trong có 4 người khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ và một nam thanh niên sống sót thần kỳ khiến người xem không khỏi kinh hãi. Được biết, vụ tai nạn xảy ra do chiếc xe ben lấn làn, vượt ẩu, cơi nới thành thùng xe gần gấp 2 lần so với đăng kiểm, chở quá tải trọng quy định. Vụ việc xảy ra trên địa phận huyện Yên Thủy, Hòa Bình. Hà Văn Thanh, sinh năm 2002, nạn nhân sống sót duy nhất sau vụ việc kể lại, từng kêu cứu bất thành trong suốt quá trình bị chiếc xe tải đè lên. Báo mới đây. Ngày 5 tháng 6, Bắc Bộ bước vào ngày cuối cùng của đợt nắng nóng cao điểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng tiếp diễn ở Sơn La, Hòa Bình, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, một số nơi trên 38 độ C. Tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 35 đến 37 độ C, độ ẩm 50 đến 60%. Thời tiết oi nóng duy trì cả ngày, tuy nhiên không gay gắt như một ngày trước. Sau những ngày nắng nóng, từ đêm nay, mùng 5 tháng 6 mưa dông sẽ xuất hiện ở miền Bắc và có thể kéo dài tới ngày 12 tháng 6. Chuyên gia cảnh báo đợt mưa lớn sau khoảng thời gian có nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ về lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng thế này mà được lượn mấy vòng hồ Tây buổi chiều thì tuyệt vời. Báo mới đây.